Phần lớn trong thế giới game ngày nay chỉ xoay quanh về chế độ chơi đơn và thỉnh thoảng có câu ọp như là một phần thêm mắm muối, thì Joseph Ferris và Hazel Light Studios lại không nghĩ như vậy. Họ muốn câu ọp phải là thứ bắt buộc, khiến cho gameplay của game trở nên độc nhất và thú vị. Nếu Way Out cách đây 3 năm là một tựa game co-op hay với concept sáng tạo nhưng vẫn chưa đủ phê, thì It Takes Two đã đưa co-op lên một chuẩn mực mới. Cảm giác như sau nhiều phép thử, cuối cùng thì Hazel Light Studios đã biết phải làm gì để tạo ra một tựa game co-op xuất sắc. Nói một cách chính xác, It Takes Two gần như khó lòng miêu tả được vì nó hội tụ quá nhiều thứ. Đây là một nền tảng giải đố vừa phức tạp vừa đơn giản, một cuộc hành trình đầy cảm xúc và một câu chuyện về hai nhân vật hàn gắn lại với nhau theo cái cách đầy hài hước và thông minh. Trò chơi này không khỏi gây ngạc nhiên và thích thú tới chúng tôi, cả về cách kể chuyện lẫn cách tiếp cận linh hoạt đối với lối chơi gây hiệu ứng cảm xúc liên tục. Chính vì thế có thể khẳng định Hazel Light Studios đã trở thành bậc thầy về cách kể chuyện co-op sau khi đem tới một It Takes Two quá tuyệt vời. Trọng tâm của trò chơi này là về chính các nhân vật của nó. Cody và May đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho việc ly hôn của họ, và họ đang cố làm tất cả để giữ thái độ hòa bình cho mối quan hệ này và cho chính cả cô con gái của họ, Rose. Rõ ràng trò chơi này không đẩy trách nhiệm cho bên nào cả, như It Takes Two đã có hướng đi nghiêm túc và trưởng thành hơn so với các tựa game khác mà Hazel Light từng làm. Và câu chuyện đưa ta đến với việc Cody và May bị thu nhỏ lại do chính người con gái của họ gây ra. Motif This Honey I Shrunk the Kiss đã được thực hiện ở nhiều sản phẩm văn hóa đại chúng, nhưng It Takes Two không chỉ có lấy ý nguyên mà là tự sáng tạo và đưa nó lên một tầm cao mới. Cody và May đã bị thu nhỏ thành những con búp bê dạng ragdoll, và cặp đôi này phải vượt qua những thử thách mà quý ông cuốn sách Ngài Hakim đưa ra. Mục đích của Ngài Hakim chính là giúp Cody và May xây dựng lại mối quan hệ của mình thông qua chuyến phiêu lưu đầy thử thách khi bị thu nhỏ như vậy. Đó là một khởi đầu kỳ lạ nhưng đủ để hứa hẹn cho chúng ta về chuyến hành trình sẽ như thế nào. Và nó đã thể hiện thành công nhờ vào hệ thống kể chuyện thông minh, lồng tiếng xuất sắc và không khí hài hước vui nhộn không hề vô duyên. Cái cách mà tựa game này dẫn dắt đến phút cuối khiến chúng ta có thể dễ dàng đoán ra được cái kết. Nhưng sự thật thì chúng ta sẽ quan tâm đến hành trình của chuyến đi này thì đúng hơn. Bởi vì nó thì đầy rẫy bất ngờ và đủ để khiến game thủ không thể rời khỏi tay cầm. Khi chơi, ta sẽ thấy không có sự kích động, không có sự giật gân, không có sự việc bất ngờ đau lòng. Đây là hai con người đã chuẩn bị cho việc rời xa và không thể thay đổi, và không có gì đảm bảo hai người họ sẽ trở lại được với nhau. Chính điều này khiến cho toàn bộ hành trình thử thách trở nên sống động, mang nhiều sắc thái hơn so với những bộ phim hài lãng mạn ở những định dạng khác. Đó là một tiêu chuẩn miêu tả tình yêu có chiều sâu nhưng không hề máy móc hay phức tạp. Câu chuyện của It Takes Two đủ để làm ta hài lòng, nhưng gameplay của nó mới là thứ làm nó trở nên đáng nhớ. Từng chương trong game giới thiệu những cơ chế gameplay mới và chúng hoàn toàn thay đổi cách người chơi tiếp cận và khám phá từng khu vực một. Nền tảng chính trong gameplay của It Takes Two là giữ nguyên cơ chế chuyển động và tương tác, nhưng mỗi chương, người chơi sẽ được nhận những công cụ và cách sử dụng khác nhau, khiến cho bài toán vượt qua màn chơi trở nên khác biệt và đảm bảo người chơi sẽ phải liên tục làm gì đó mới. Và với hướng đi tiếp cận vậy, It Takes Two đang liều khi cố gắng tạo ra một tựa game có quá nhiều style gameplay. Nhưng tuyệt vời là studio này đã thực hiện chúng một cách cẩn thận và kỹ càng, khiến cho không có một cơ chế gameplay nào trở nên nhàm chán hay khó chịu. Nếu đi quá sâu vào cơ chế gameplay có thể khiến spoil game, thì chúng tôi có thể đưa ra những lời tóm tắt. Nếu chương đầu, Cody và May sử dụng đinh và búa để di chuyển và giải đố, thì chương sau, cặp đôi này sẽ sử dụng dây trọng lực và đai thu hình phóng to phóng nhỏ chẳng hạn. Mỗi chương là mỗi khu vực mới, và Cody lẫn cả May sẽ được trang bị những thứ khác nhau. Đó chính là phần thú vị của trò chơi, vì chúng ta háo hức xem Cody và May sẽ có những khả năng mới nào trong màn chơi đó và khám phá xem cách họ thay đổi lối chơi như nào. Quay lại ví dụ mà chúng tôi nói, búa và đinh ở chương đầu tiên. Cody sẽ phải sử dụng đinh để bắn vào thành tường, và May dùng búa để bám vào đó. Những khả năng này được sử dụng để giải đố, và hầu hết tất cả trong số chúng đều yêu cầu Cody và May phải hợp tác nếu như muốn vượt qua màn chơi. Chưa kể game cũng cung cấp những phân đoạn gameplay hành động hấp dẫn như bắn súng chiến đấu lại đám sóc hay ông vàng. Chưa kể cưỡi thú, trượt tuyết,
đào sâu những hầm ngục thiết kế phép chiếu đẳng cự. Có thể nói gameplay đem tới quá nhiều thứ để làm và bạn sẽ choáng ngợp trước sự đa dạng đó. Và đó thì không chỉ làm thế giới trong game trở nên màu sắc hơn, mà còn là khiến cho những nhân vật chính trong game trở nên có hồn. Bởi vì những yếu tố này phù hợp với chính những khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của May và Cody. Và mỗi một cột mốc bạn vượt qua trong game, bạn sẽ cảm thấy đang xây một mảnh ghép để tạo ra cây cầu cây nối cảm xúc trọn vẹn. Khu vực thị trấn tuyết có lẽ là nơi ấn tượng nhất cả game, bởi vì khi đến được đó, game thay đổi từ nền tảng giải đố tuyến tính sang bán thế giới mở, với những mục tiêu nhiệm vụ khác nhau và người chơi có thể lựa chọn bất kỳ thứ tự nào họ muốn. Ở đây, thậm chí còn có nhiều mini game và những mục tiêu phụ khác để tham gia. Chính điều này làm chúng tôi ấn tượng vì bất ngờ trước việc It Takes Two lại có thể đa dạng đến thế. Đây thực sự là một trong những màn chơi hay nhất mà It Takes Two đem tới, cũng như càng làm nổi bật sự đa dạng đáng kinh ngạc của trò chơi. Không có không gian nào bị bỏ phí trong It Takes Two. Và đây thực sự là một tựa game không hề ngắn. Tựa game sẽ tiêu tốn bạn khoảng hơn 10 tiếng đồng hồ. Vậy nên đó là một trải nghiệm mượt mà khi không có cản trở hay mục tiêu giết thời gian vô bổ. Thậm chí là giá trị chơi lại của game cũng cao hơn khi mà khả năng của Cody và May là khác nhau rất nhiều. Nên người chơi có thể chơi lại toàn bộ trò chơi với tư cách là nhân vật còn lại để có thể có trải nghiệm hoàn toàn khác so với lần đầu tiên. Bên cạnh đó, game không có vật phẩm sưu tầm để tìm. Điều này không có bất ngờ khi đạo diễn game Joseph Fares thẳng thắn thừa nhận anh không đánh giá cao giá trị của chúng trong game. Nhưng không phải vì thế mà game không thiếu bí mật để khám phá. Thậm chí ngược lại, game có quá nhiều bí ẩn để tìm. Đặc biệt nhất chính là các mini game, và với số lượng lên tới 2 năm, game thủ sẽ luôn tìm được thứ nào đó để họ có thể giải trí trước khi quay trở lại chuyến hành trình chính của mình. Phải nói game có màn presentation quá xuất sắc, giọng lồng tiếng của các nhân vật được thể hiện tuyệt vời, cảm giác như chúng tôi vừa chơi vừa xem một bộ phim hoạt hình tình yêu và tình cảm gia đình như của Pixar vậy. Các diễn viên lồng tiếng đã thổi hồn cho những nhân vật một cách tinh tế và chính xác. Không chỉ là Cody hay May mà ngài Hakim cũng vậy, quý ông hài hước có phần khó chịu nhưng là người cực kỳ tình cảm và hiểu chuyện. Các nhân vật trong game trở nên thân thuộc với người chơi và có thể khiến cho người chơi phải tự liên hệ với chính bản thân mình. Tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng sự thông cảm và gắn kết chính là thứ giúp tình yêu bền chặt. Thêm nữa, cách xây dựng cốt truyện cũng thông minh khiến cho phần diễn xuất của các nhân vật trở nên logic và gây được thiện cảm. Soundtrack trong game cũng rất hay và đã là một phần bổ trợ không thể thiếu trong game. Không thiếu những bản nhạc buồn đậm chất drama hay những bản nhạc sôi động trong những trường đoạn action đậm chất Hollywood. Ngoài ra, đồ họa game cũng là thứ đáng để nói tới. Phải nói so với A Way Out thì đồ họa của It Takes Two không có cải thiện đáng kể. Và đúng là lý thuyết là nó đã lỗi thời và dễ làm chúng ta không có ấn tượng chăng? Nhưng may mắn là It Takes Two lại lấy chủ đề hoạt họa là chính khi chúng ta điều khiển những con búp bê trong một thế giới fantasy dựa trên thế giới ngoài đời. Vì thế, đồ họa của game lại vô tình ăn ý với chủ đề của game và khiến thế giới trong game choáng ngợp, sống động và kỳ ảo. Đúng là với đồ họa như thế thì khi đi với một A Way Out có chủ đề chân thật thì nó đúng là rất đuối, nhưng với It Takes Two thì lại ăn ý và còn cho ra kết quả ấn tượng mạnh. Không nghi ngờ gì nữa, It Takes Two là một trong những trò chơi platform hay nhất mà chúng tôi chơi trong suốt thập kỷ vừa qua. Thiết kế màn chơi đáng kinh ngạc, diễn xuất lồng tiếng xuất sắc và vô số những ý tưởng sáng tạo về thế giới co-op này khiến cho từng giây bỏ ra cho trò chơi là đáng giá. Đây là một trò chơi không phải là ngắn, và thực tế là nó không bao giờ buồn tẻ, khiến nó rất đáng đồng tiền bát gạo, đặc biệt là với tùy chọn Friend Pass nữa. Ngay sau khi phá đảo trò chơi này, chúng tôi vẫn muốn chơi lại, vì với việc cả May và Cody đều có những khả năng khác nhau, nó cho chúng ta một lý do khác nữa để quay lại lần thứ hai. Trò chơi này không dễ để miêu tả được hết. Thế nên, đó cũng là điều tốt khi những khoảnh khắc đó xứng đáng để bạn tự mình trải nghiệm. Hãy thử It Takes Two, nó sẽ không làm bạn hối tiếc. Cũng như, yêu nhau rồi thì đừng hối tiếc.